Anh á là mỗi một ngày anh chạy 120.000 tiền Việt Nam, thì trong đó xăng ở Việt ở Cam á nó đắt hơn hơn ở Việt Nam, thì nó khoảng 40-50.000 tiền xăng, thì anh còn lại 70-80.000 thôi. Thì cái thu nhập 70-80.000 ở Việt Nam là cực kỳ thấp so với Việt Nam á. Ừ, tại sao anh không về Việt Nam anh sống, anh lại sống ở nơi này? Và sau khi thăm lại hoàn cảnh của ông cụ cũng như là hỗ trợ cho ông cụ về những cái cơ sở vật chất, thì các anh em sẽ gửi cái xóm trọ này để mà đi thăm một trong những cái xóm trọ khác ở người Việt sinh sống tại Campuchia. Cô bác quý chị, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô bác. Ông Bùi và anh Bùi Hồ đang có mặt tại một cái xóm trọ. Nếu như mà tụi mình không nói địa chỉ ra thì chắc có lẽ mọi người cũng không nghĩ tụi mình đang có mặt tại một cái nước bạn cận kề. Hiện giờ thì xóm trọ này nằm ngay tại cầu Sài Gòn, thuộc thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và cả dãy trọ này thì len lỏi giữa người Campuchia là rất là nhiều người Việt sinh sống. Và rất là nhiều người Việt đang mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Trong đó thì có rất là nhiều người già, cô độc ở giữa xứ người. Thì hôm nay thì Phong một lần nữa trở lại cái xóm này. Hôm trước thì Phong với anh Bùi Hồ cũng có chia sẻ về câu chuyện giữa bà Hai và bà Tư rồi. Thì bây giờ thì có dịp phát hiện ra một cái ông lão sống đơn độc khi mà tuổi xế chiều như này, không quê hương, không quốc tịch và không người thân. Thì bây giờ mấy anh em sẽ ghé vào thăm ha. Anh thấy cái xóm trọ này rất giống với xóm trọ ở Việt Nam đây. Bật vô. Giống. Ở đây thì mỗi người ở một cái ô như thế này nè. Và giá tiền thuê thì tầm khoảng $50, tương đương với giá trị là hơn 1.1 triệu ở tiền Việt Nam. Cái căn trọ thì rất là ọp ẹp mọi người. Ẩm thấp và mưa thì nước mưa nó sẽ tụ ở dưới này nè. Đây phòng bên này là phòng của bà Hai. Bà Hai là một người Việt Nam nè. Và gặp bà là lúc nào cười à. Chào bà Hai nha. Ơi, làm gì đó? Không có cái gì mà. Bà Hai sợ kim may đồ con ơi. Sợ kim may đồ? Bà Hai thì nhà xíu vậy á, mà xếp đồ gọn rất gọn nha, như quân đội luôn. Chào bà Hai nha. Còn đây là bà Tư. Nhưng mà hôm nay thì chắc lẽ mấy anh em sẽ ghé thăm nhà ông lão. Ông này ông mấy à? Ông thứ ba. Ông ba ha. Bà Đàm. Chị, bà đưa cái ấm nghe cho coi đây đi mua giùm cho. Cái ấm bà nghe nó tay á. Bỏ ngoài ra, ra quả ông mấy đi nó biết đi mua. Ôi, anh trai, vô trò chuyện với em xíu nha. Anh này cũng là người Việt Nam luôn mọi người. Bắt đầu từng giao đâu. Ông ba, ông nghe con nói chuyện rõ không? Rõ. Ông nói cứ gần, không nghe được. Dạ, thôi chắc anh ngồi bên này đi, chia sẻ. Tại vì mình cũng không hiểu về câu chuyện của ông ba như thế nào. Chắc nhờ anh trai này giúp đỡ giùm. Anh ngồi bên này giúp em với. Ông ba năm nay nhiêu tuổi? 47. Ủa? Sinh năm 1947 chứ không phải là 47 tuổi đâu. 47 tuổi. 47 tuổi. 47 tuổi. Ủa? Không, không phải đâu. Không phải đâu. Sao ông mấy rồi? Ông tuổi con gì? Trời gắn. Gắn gì? 60 tuổi rồi. Sao mấy tuổi đó? À, ông hơi ấy rồi. Cái con dứa, không nhớ. Ông ba, cái tay chân ông sao rồi? Cầm vợ ông tay chết đi không nổi. Ông hao sĩ nhỏ lớn thì già thế không bị em gì rồi. Tay hết à? Hình như là ông bị tai biến. Tai biến. Ông ở bên này bà con còn không? Còn gia đình không? Có gia đình không? Gia đình một khối lắm rồi. Ông nói gì ta? Coi không? Ông nói rất gần. Ông ấy nhiều khi mà coi ở coi ông không nghe ông hiểu mà nhiều khi người ta không hiểu. Ông thế nào mình hiểu mà không nghèo không hiểu thì không hiểu. Giúp đỡ cho ông quá khổ. Bà Tư vô đây chia sẻ giùm con với. Chia sẻ giúp con với. Tại vì anh này là sao với lại ông ba? Anh ruột. Em ruột hả? Anh ruột tôi. À, anh là em. Anh là ở Việt Nam là ở tỉnh nào? Tây Hành Thư. Anh lên đây lâu chưa? Lâu. Ừ. Biết tiếng Việt không có gần. Dạ. Cái này là em của chú ba này, vợ thâu nuôi ba đứa con.
chạy mua tô đất, ngày nào có tiền là mua đồ ăn, không có tiền thì không có gì ăn. Nuôi ba đứa con với lại ông ba. Ừ, ở chung cái căn ba, nhà này luôn. Ở chung căn nhà luôn. Đâu, đó, ba đứa con, ba đứa con vô coi chụp hình coi. Ba đứa vô. Còn ấy vô nè cho coi. Nè vô đây nè, đó. Ba đứa nè, ba đứa đó. Dạ. Con đó đó. Ba đứa con qua đây ngồi nè. Ba đứa con qua đây kìa, coi chụp hình ngồi kìa. Bỏ ra xuống cái chậu đó, cầm dâu xuống chưa. Đó, chạy tôi đất nuôi vô. Bỏ ăn lên. Vậy là ông ba là có ba đứa con như này. Không. Anh này nè. Anh này là nuôi lại. Ừ. Có nghĩa là anh này là ảnh là em ruột của ông ba. Và anh này anh có ba đứa con và anh vợ anh bỏ. Các con có được đi học không? Được. Có học. Nói tiếng Việt. Con nói tiếng Việt được không? Không, Campuchia không à. Campuchia không à, có Việt Nam Campuchia không à. Không biết tiếng Việt. Vợ anh là người Việt hay người Cam? Campuchia. Người Campuchia. Tôi người Việt Nam mà tôi giờ. Ông ba hầu đó, hầu nhỏ nó lớn lên cái đây sống ở Campuchia. Rồi biết tiếng Campuchia, nói tiếng Việt Nam hơi cứng. Nói đâu qua đó đi. Nói. Nhớ ra cái đàng hoàng của người ta, thấy đá, nhà nước á. Rồi anh chăm sóc ông ba, anh thấy cực to. Không cực. Chạy bưu lúc từ dưới đáy sáng đêm mà thích nữa. Ông ba này có vợ con gì không ba? Không có vợ. Thì sao ông đem vào khi ông bệnh rồi. Còn đó, ông còn mạnh chạy mô tô đúp. Tới ông bệnh tới giờ thì chú này nuôi. Nuôi rồi vợ thôi, cái nuôi ba đứa con, nuôi cái chú này luôn. Đó, nhiều khi có đầu ăn có bưng qua. Đó, giúp đỡ nhau đi. À, anh làm cái công việc gì để anh nuôi ba và ba đứa bé? Chạy xe đâu là ông. Dạ? Chạy xe đâu ông? Chạy xe đâu ông đó, nè, xe ba nè, chạy đi. Đưa người ta đi 5 ngàn, 10 ngàn, sống vào ngàn. Thì đi. Ngày được bao nhiêu? Hơn xui. 20 ngàn là 10 đô. 120 ngàn tiền Việt. 20 ngàn là tiền miếng. Thôi là miếng có 100 ngàn thì vậy nè. 100 ngàn. Vậy sao đủ nuôi ta, đủ ăn uống ta? Nhín dốc được, mà ngặt cái không có tiền mua thuốc uống. Nhà trọ này một tháng 1 triệu mốt là một ngày là 40 ngàn. Tiền nhà trọ không là 40 ngàn tiền Việt. Người ta mấy tháng mà không có tiền á, người ta là đồng nghiệp, người ta cho ngày góp 10 ngàn đi. Vậy tính ra là gần như hôm qua giờ anh em mình ghé đây á, là có người nào khó là có phải chấp nhận cái chuyện là vay tiền góp và đóng tiền lãi. Vay tiền góp ở ngoài. Mình góp chủ nhà, góp chủ nhà là nhà mướn nè. Mình góp tầm ngàn, 10 ngàn. Nếu như mà anh thiếu tiền thì anh hỏi tiền góp ở ngoài anh sinh sống hay sao? Tiền nhà mình góp người ta. À. Tiền nhà này là người ta không có lấy tiền mình á. Người ta góp nhà mình lại 10 ngàn một tháng á. Một tháng 6 đồng, 7 đồng á. Cái vật giá ở Campuchia và xăng thì nó cũng rất là leo thang. Thì anh chạy 120 ngàn trừ tiền xăng ra thì còn lại bao nhiêu ngàn tiền kia? Tiêu hết rồi. Tiêu hết à? Còn chuyện 5 ngàn, 10 ngàn nghe cô không ăn thôi. Đây còn đây tế con. Đó, này, có này. Anh này là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? 40 tuổi hả? Anh với vợ anh là chia tay lâu chưa? Lâu rồi. Hai đứa cháu hôm qua là nhà, hôm nay là nhà chú ba mà. Hai năm mấy rồi. Anh là từ nhỏ là được ba mẹ là sanh ra ở đất Cam này luôn. Ở Việt Nam. Ở nhà chú ba, khác nhà mình. Anh lên đây lúc anh bao nhiêu tuổi? Bằng mày nhỏ. Sanh này là lên đây. 1-2 tuổi, bằng mày lên đây. Vậy thì cái công việc ở đây nó đối với anh nó có khó khăn nhiều lắm không? Khó. Không khó, cho vợ bỏ luôn ba đứa con luôn anh nữa. Đứa ổn bệnh nữa. Thuốc men nữa, đủ thứ hết trơn. Thật ra chia sẻ cái câu chuyện như thế này nè, về cái công việc của anh á. Là mỗi một ngày anh chạy 120.000 tiền Việt Nam. Thì trong đó xăng ở Việt, ở Cam á, nó đắt hơn ở Việt Nam. Thì nó khoảng 40-50.000 tiền xăng. Thì anh còn lại 70-80.000 thôi. Thì cái thu nhập 70-80.000 ở Việt Nam là cực kỳ thấp so với Việt Nam á. Tại sao anh không về Việt Nam anh sống mà anh lại sống ở nơi này? Về bệnh dịch đâu cho về. Anh có muốn về Việt Nam không? Về, đưa ông về tới đây đâu cho về. Ông có gì tờ, không có gì mình, không có gì Việt Nam đâu. Vậy là anh bây giờ vẫn ước muốn được về Việt Nam, sống ở Việt Nam luôn. Yeah. Anh em dòng họ còn ở Việt Nam không anh? Còn. Vậy đó, cho coi như là trường hợp của anh này là đang mắc kẹt ở đây. Có nghĩa là anh không muốn sống ở đây nữa, anh muốn về Việt Nam. Đúng rồi. Anh ở Cần Thơ, anh ở huyện nào? Anh Thơ ở tỉnh, học biết quan tỉnh Thơ không? Quyện cái quên đó đi mà. Viện Châu Thành gì? Vị Thanh, Hậu Giang. Châu Thành, Hậu Giang bây giờ là cái huyện giáp với Sóc Trăng rồi đó. Đó, Sóc Trăng, Cà Mau đó. Anh lên đây
từ ngày lên đây anh về Việt Nam được bao nhiêu lần? Vậy thì có hai lần. Hai lần. Lần gần nhất là lâu chưa anh? Lần mới về đây có chừng 2011. 2010 là 12 năm rồi. 12 năm. Lần đây có vợ rồi, đẻ ở đây luôn, không có gì xứ luôn á. Ba mẹ anh thì có lúc mà còn ở đây hay là ở Việt Nam á? Ở ba đây giờ mới về Việt Nam rồi, mới Việt Nam giờ mới chết rồi. À. Chết đó hồi 2011. Ba thì mất ở đây hả? Dạ. Còn mẹ thì mất ở Việt Nam. Ờ, anh tên gì ta? Sally. 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 Còn tên Lý Minh Hiền. Tập tên Trâm Chiên không à? Tử. Vợ Miên. Vợ. Vợ Miên. Còn con gái tên gì? Lý Minh Hiền, Lý Sư Ca. Lý Sư Ca. Từ ngày mà chia tay đến giờ thì chị có lại thăm các bé không? Đi theo thằng cháu không? Thì mình đi làm á. Đi làm xa. Có chồng khác. Có chồng khác rồi. Ở bưng bắt bon anh á. Mình đi làm xa. Nó chạy bỏ con cho nó coi con. Mình về coi con đi. Nói chứ là không làm bỏ con hết rồi. Vậy là cái câu chuyện của anh này thì khá đặc biệt hơn so với các câu chuyện của các cô chú. Có nghĩa là anh này anh rất muốn về Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam. Đúng rồi. Tại vì thu nhập hàng ngày ở đó, trên đất Cam này chỉ có 70.000 tiền Việt Nam thôi. Mà chi phí dùng để nuôi ba đứa bé nhỏ như thế này và cái ông chú này. Chú này có tâm nguyện về Việt Nam không? Ông về kia hoài đó mà về không được đó. Anh hỏi thử chú thôi. Hỏi thôi. Chú trả lời mệt lắm. Ông nói chuyện chú có thích về muốn về Việt Nam không chú? Được. Dạ. Đó. Việt Nam, Việt Nam. Trước đây thì chú này làm cái công việc gì ở đây anh? Cũng chạy mà tôi đúp đó. Tại sao ôm á? Còn anh thì... Ôi cái giò nó bị rút rút lại luôn à. Khi nãy mình thấy là thẳng trước này, bây giờ cái tự nhiên nữa là cả rồi. Giật lại. Không được đâu. Không, hồi nãy là thẳng ra này nè. Không, nó không được, cái tại nó teo rồi, nó teo gân. Nó bị rút gân luôn rồi. Ông đi đâu có được.